Chào bạn, chào bạn đến xin đồ của mình Trường Real. Và trước tiên bắt đầu video này thì mình xin nói là sorry các bạn, năm nay sẽ không có vlog Phoenix. Sẽ nói về cảm nghĩ của mình về giải và sẽ nói một vài suy nghĩ của mình về giải nha. Bây giờ bắt đầu nào. Thì ok, trước tiên là mình nói là giải VNC năm 2019 là một giải khá là vui. Mình có thể gọi là giải vui nhất từ lúc từ 2016 mình đi tham dự cái cuộc thi này. Thì trước tiên thì mình sẽ nói về một tổng quan chứ nha. Thì mình thấy là trình độ của những người chơi năm nay đã lên rất là nhiều. Bản thân mình rất là ngạc nhiên khi mà nghe danh sách final của 1A là có những vậy những vật mới. Thì mình rất là ngạc nhiên vì những thấy được là các bạn trẻ hiện giờ là đã rất là luyện nói sao ta chịu khó luyện tập, thể hiện tinh thần là mình đam mê, mình sấy sống cháy hết mình vì đam mê và thể hiện là mình nghiêm túc với bộ môn judo. Ok, thì đó là phần tổng quát, đó là tổng quát. Mình cảm thấy là năm nay mọi người thường đang gọi là không còn gọi là nó sao ta biểu diễn nhiều hơn hơn là chỉ là lên là cày trick trick được nhiều điểm, cho nên mình thấy nên là mình thấy là năm nay có là sự khá là vui, coi rất là vui. Mình thấy mọi người cảm nhận nhạc rồi biểu diễn trên bài hát của bạn chọn rất là hay, như là vừa đung đưa thì là trick hit trick theo nhạc, đó là điều mà bản thân mình không thi nhưng mà mình cảm nhận là mọi người đã mà mình đã hiểu được tinh thần của mọi người đang biểu diễn trên sân khấu như thế nào. Thì ok, thì tiếp theo là vòng loại. Thì vòng loại thì nói vòng loại là rất là không ai gọi là một số bạn rất là xuất sắc, những bạn đưa vô final rất là xứng đáng nhưng vẫn còn một chút là kém may mắn, của sự kém may mắn của mấy bạn theo mình như là bạn Nhân, bạn Phú đã chịu khó luyện tập nhưng mà vì lý do trục trặc nào đó lên sân khấu thì đã tập. Thì ngoài ra là một vài tiết mục, một vài biểu diễn trong phần 1A prelim, mình nói prelim nha, thì là mình thấy có bạn Cổ Khai Vĩ nè, bạn Kiệt, Đặng Như Kiệt đúng không ta? Nếu nó sai tên thì tôi cảm báo qua cho nó. Đặng Đặng Như Kiệt, ta Nguyễn Bá Điện đúng rồi, Bá Điện nữa. Rồi anh Vũ Tuấn Anh đúng rồi, Vũ Tuấn Anh coi mà mới coi mình vui lắm, coi kỳ vui. Anh Nguyễn Sông Nguyễn nè, nhiều những người chơi khác rất là nhiều. Về final, ok, final thì trước tiên mình sẽ nói final phần Theo Lời Z. Thì Theo Lời Z năm nay là sẽ bao gồm 5A hai với 2A, vì số lượng người chơi không có đủ nên là phải gộp như thế, mình hiểu cho ban tổ chức. Ok, thì trước tiên là mình phải nói một người chơi gọi là ấn tượng nhất của cả nguyên mùa giải, đó là bạn Phạm Trường Quốc Anh. Thì bạn thì nếu trong giải có giải thưởng biểu diễn phong cách đó thì mình xin cho nhờ trao giải cho bạn Phạm Trường Quốc Anh, vì bạn ấy đã tham gia vào Theo Lời A 4A và Theo Lời Z, và mỗi bài biểu diễn của Quốc Anh nó cho mình một cảm xúc rất là khác, cảm xúc là bạn ấy không còn là một người thi mà là một người biểu diễn, từ biểu cảm cho đến giờ điều khiển vô cảm nhận nhạc rất là hay, mình coi rất là thích, anh rất thích biểu diễn của em đấy. Thế rồi thì 5A thì là skill, anh thấy là skill em có rất là tốt, hình như bạn ấy đứng hàng hai đúng không ta? Còn nếu mà không nhớ thì các bạn coi phần dưới nha. Thì ok, thì thể loại 5A, thể loại Z thì mình rất là tiếc cho bạn Phan Thế Minh, vì sau khi mà bạn ấy xuống sân khấu và mình có nói chuyện, bạn ấy là bạn ấy bị trục trặc vì judo, cho nên là không hoàn thành bài thi một cách tốt nhất như mà mình với mọi người mong mong chờ. Mình rất là tiếc cho và rất là buồn cho em ấy, nhưng mà ít ra là anh em lên chơi là vui vẻ đúng không, vui vẻ không quạo. Sorry sorry, thì còn ai nữa ta, còn ai nữa ta, Vũ Cao Minh đúng rồi, Vũ Cao Minh đúng không ta? Đúng, chắc vậy, sorry nhưng mà không nhắc tên. Thì style, phong cách chơi rất là hay, rất là relax,
khiến người coi cảm giác là đưa vào một thế giới khác vậy. Tức là mình không thể chi tiết, mình không biết từ từ nào, nhưng mà chỉ biết nói là mỗi người đã có phong cách riêng chơi. Và gì ta, ồ dạ, về người chiến thắng giày dép thì là anh Trần Quốc Huy. Thì chúc mừng anh một lần nữa, anh đã giữ vững ngôi vị của mình tại VNEC nha. Em chúc mừng anh đấy ha. Chúng ta chúc mừng và tung hòa cho thí sinh duy nhất chiến thắng ở thể loại này, đó là Trần Quốc Huy. Xin chúc mừng. Thì tiếp theo là phần là thể loại 4A. Thì đây là thể loại mình sẽ có nhiều cảm xúc nhất trong thể loại này. Thì trước tiên là những bài perform là mình cảm nhận rất là tuyệt. Thế là bốn mà mình có thể đối với bản thân mà thế là bốn bài thể loại hay nhất trong VNC 2019. Thì có một số bài biểu diễn nó khiến mình rất là muốn cười hoài luôn, muốn cười hoài luôn á. Thì trước tiên là nói dàn bạn mình trước đi, bạn Hồ Hồ Gia Bảo. Thì với cái vẻ đẹp trai của bạn ấy lên sân khấu này thì rất là đẹp, có phong cách, có lẽ có là hết sức là hay. Ai nói ta, ai ta, Nguyễn Hoàng Tâm Phúc, đúng rồi, Nguyễn Hoàng Tâm Phúc. Thì skill blow rất là hay, rất là blow mọi cái đầu mọi người rất là nhiều. Nguyễn Hoàng Tâm Phúc mình phải nói là một rising star của Việt Nam. Thì ngoài khả năng bốn hoa rất là hay, và cuối vi cố và freestyle bản có biểu diễn solo ham, và solo ham mà khiến mọi người phải wow, bản thân mình cũng thấy là wow, và nể phục cái khả năng, cái tài năng của bạn Tâm Phúc rung một. Mong gì mình sẽ có cơ hội được hợp tác với bạn ấy ha. Thì cuối cùng thể loại 4A người đã giành ngôi vị đầu bảng của thể loại 4A đó chính là Lưu Nguyễn Hành Di. Anh Huy thì xin chúc mừng em đã giành hạng nhất của thể loại 4A. Thì wow, em thực sự là đã khiến anh không có thể thất vọng một chút nào hết. Từ VNEC 2018 em đã cho mọi người thấy là em có bạn, em có tài năng, em có khả năng, và em đã chứng minh cho mọi người xem thấy là em xứng đáng với ngôi vị đầu bảng của VNEC. Và bây giờ thì em đã vừa hạnh xem danh rồi, chúc mừng, chúc mừng. Vui vẻ rồi nha. Lưu Nguyễn Hoàng Huy. Chỉ có niềm đam mê và chúng ta cống hiến cho đam mê. Chờ cứu mắt ngày hôm nay của thí sinh, của tất cả các bạn, đó là niềm hạnh phúc mà chúng ta đã cố gắng theo đuổi và chinh phục đam mê của mình. Xin chúc mừng Lưu Nguyễn Hoàng Huy. Và nếu các bạn muốn xem tất cả những video mà những graphic file, hãy đến channel của 84 Store phía dưới. Mình sẽ link cái phần channel của bển, và bạn có thể coi hết tất cả những freestyle từ những nãy giờ mình nói ha. Ok, thể loại 1A. Thì thể loại này mình xin lỗi các bạn là lúc này mình ra ngoài rồi nên là không coi nhiều. Thì mình có thể là nhớ lại là ha, đúng rồi, trước khi vô thể loại 1A mình sẽ nói về thể loại junior. Thì thể loại junior là dành cho những bạn trẻ, những bạn nhỏ từ 13 tuổi, 13 tuổi đến 25 tuổi ta. Không nhớ nữa, 13 chắc cỡ từ 10, 13, cho 15 ở dưới đi, cho 15 ở dưới cho nó rộng rộng xíu ha. Thì là đây là cái thể loại mà cảm giác là gây cảm hứng nhiều nhất cho tất cả mọi người, vì những bạn trẻ, những bạn nhỏ đã lên sân khấu và biểu diễn hết mình, cháy hết mình trên sân khấu.
tuy là skill không tới, skill không có gọi là như những người lớn, nhưng thời gian sau này bản thân mình thấy các những bạn trẻ đó, những bạn nhỏ đó có sẽ trở thành champion một ngày nào đó trên nếu giữ giữ vững cái đam mê, giữ vững cái ngọn lửa cháy này thì sẽ giữ vững phong độ, sẽ một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu với không ở thể loại junior mà thể loại là một A chuyên nghiệp ha. Thì trong thể loại này thì mình xin chúc mừng Nguyễn Thế Sơn Nguyên đã một lần nữa giữ vững ngôi vị junior của mình từ năm 2018 đến 2019. Chúc mừng em. Và chúng ta đều vui vì chúng ta đang chung một mái nhà chung nha. Chúc mừng thí sư Nguyễn Thế Sơn Nguyên. Vẫn đang ở phía trước. Ngày hôm nay Samuel may mắn hơn hai bạn còn lại một tí xíu thôi, và chúng ta vẫn còn một chặng đường dài, và hãy cùng cố gắng. Mời các chụp các mình lưu niệm nha. Và hãy luôn nhớ những kỷ niệm ngày hôm nay của chúng ta. Hai thí sinh còn lại, Lê Đức Phú Hoàng và Huỳnh Phạm ở Cách Đăng ở sẽ nhận hai phần quà. Bây giờ đây, một chàng trai cá tính và nói trước nha. Anh mời em á, vì thứ nhất cái phong cách xì tài của em với anh nó khác ái giống nhau. Cái tiếp theo á là anh thích những chàng trai tiếp cận, nhưng mà xui cho anh là anh mới mổ nên anh hết rồi. Bây giờ anh muốn, hồi nãy giờ ngồi phía dưới anh Dũng chia sẻ mọi người lên đây nhận giải thưởng, và em đã nhận thấy rằng những giọt nước mắt của những anh đi trước. Vậy thì ngày hôm nay đứng ở đây có lẽ là mình thiếu may mắn một tí xíu thôi, nhưng mình cảm thấy rất là vui và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của em về cảm giác em đang đứng ở đây nhất là vị trí này. Vâng, em sẽ giới thiệu về mình nha. Cuối cùng là thể loại 1A. Thể loại 1A là mình cảm giác là năm nay mình khá là bất ngờ vì final 1A có vậy, có những người mặt vài người mặt trẻ mới tham gia được vào final là cô Khai Vĩ với Đặng Như Kiệt. Thì mình cảm thấy là rất là sau khi mình coi freestyle của final thì
thì giữ vững ngôi vị thì trước tiên mình nói hạng nha, hạng ba của giải là cho anh Nguyễn Huỳnh Hoàng Tân đúng không ta? Anh Tân, mình chỉ nhớ là anh Tân ấy. Thì mình phải nói là style anh Tân vẫn giữ nguyên phong độ, vẫn giữ nguyên cái tinh thần gọi là sao ta, truyền cảm hứng. Thật sự ảnh rất là, mỗi lần coi là chỉ muốn gọi là hoặc những nỗi buồn, những nỗi u sầu hay là cái gì buồn bã thì quăng ra hết, không còn cái gì sau khi xem freestyle của ảnh. Hơn là ảnh ấy học chung trung mình thì ở vị trí thứ hai vẫn là người cũ anh Nguyễn Văn Thạch. Thì chắc các bạn đã quen thuộc với anh Nguyễn Văn Thạch rồi đúng không nè. Thì anh Nguyễn Văn Thạch thì cái style, cái phong cách chơi của ảnh rất là truyền, mình phải nói là hầu hết, mình không biết mấy người lớn sao nha, chứ hầu hết những bạn nhỏ như bạn trẻ thường lấy anh Nguyễn Văn Thạch là cảm hứng rồi sáng tạo trước, và mình cảm thấy rất là đúng, bản thân mình cũng có. Thì nếu các bạn nào không biết thì anh Nguyễn Văn Thạch ngoài là hạng hạng hai của BNEC 2018 2019 thì ảnh cũng là người Việt Nam mình không biết đầu tiên hay không nha, thi prelim, thi semi-final và vô final của giải châu Á Thái Bình Dương 2019. Hay đấy anh ơi. Chúc mừng rất chúc mừng anh Thạch nha. Và người giành ngôi vị đầu hạng nhất hay là một a BNEC 2019 không còn ai khác ngoài chú của tôi, chú là anh Huỳnh Hữu Lộc. Thì đây là thì em xin chúc mừng, đây là lần thứ năm hay không? Dạ lần năm, đúng rồi lần năm, từ lúc em xin chúc mừng anh Lộc đã giữ vững ngôi vị là nhà vua của Yoyo Việt Nam em hay lòng à. Thì chắc không có nói lời nói gì nhiều về anh Lộc, thì các bạn cũng thấy anh Lộc một người chơi rất là đa tài, phong cách chơi cho đến là tinh thần, thậm chí ảnh là như top 10, trong top 10 của châu Á là bạn đã biết anh ấy là hay cỡ nào hả? Chúc mừng hạng Huỳnh Lê Hoàng Tân. Giải nhì ai mà cứ tên ba từ là giải nhì, ba từ nhiều lắm. Giải nhì Nguyễn Quang Thạch, xin chúc mừng Nguyễn Quang Thạch. Chứ mời anh Dũng cũng sẽ trao để gì cho Nguyễn Quang Thạch. Và chắc mình sẽ không quá lâu để trao giải nhất, là giải cao nhất ở gọi là vòng A. Còn anh khác Huỳnh Hữu Lộc, xin chúc mừng Huỳnh Hữu Lộc. Và bây giờ thì Lê Minh Dũng sẽ lên chào cho Huỳnh Hữu Lộc. Vâng, xin mời ba bạn sẽ đứng chung với nhau á, mình tất cả các anh em. Yeah.
Ok, thì có một section mà muốn nói là những freestyle mà giải trí nhất hiện trong đây mình xin liên hệ ai ta? Hai người là Đặng Gia Kiệt và Phạm Trung Quốc Anh. Thì anh nói cái này là không phải là chia bai mà chỉ là các em đưa cho người xem một cảm xúc, một cái sự giải trí rất là lớn, không có bị áp lực về cho mọi người thấy là có cuộc thi này không phải không áp lực mà chỉ là nơi để anh em vui chơi vui đùa được thoải mái bung xõa lên ha. Thì nhưng mà nó vậy, nếu nói đến thế thì cảm giác tới vậy vẫn còn dư âm của giải VNC nha. Thì đó là cái ha, quên nữa, trong giải VNC mình có trúng thưởng một cái phần quà, đó chính là cái này. Nếu các bạn nào không biết, đây chính là các sản phẩm kết hợp giữa Toy Zone và Viger. Đây là cái nón coi nhìn tù quá không, mình không hợp với cái này nên làm sẽ tặng này cho người bạn, là một người đặc biệt đối với mình ha. Đây thì đây là một cái video thì mình sẽ có cho bạn xem là mình đã trúng được một phần quà tại giải BNC. Qua nữa mình quên xin cảm ơn đến cửa hàng 84 Store và đến với tất cả với anh Dũng cùng với tất cả ekip của giải BNC đã cho mọi người một cái giải đấu thật sự là ý nghĩa, thật sự là vui vẻ, cũng là nơi giao để cho anh em tụ họp. Lâu rồi vì đâu rồi em không tới sinh hoạt câu lạc bộ ha, vì công việc bận mà thông cảm. Thì dạ đó là điều mà em muốn nói gửi đến anh Dũng. Thì em mong là năm sau là như là kỷ niệm 10 năm giải VNEC sẽ có một giải lớn rồi, thật lớn, có nhiều phần giải thưởng hấp dẫn cùng với nhiều người chơi lớn hơn nữa. Và mình và em xin mong là năm sau sẽ hoành tráng hơn và nhiều gương mặt mới hơn nữa. Cảm ơn anh Dũng là đã cho chúng em một sân chơi vui vẻ nha. Và em xin xin một lần nữa đại diện tất cả cộng đồng VNEC, cộng đồng Việt Nam, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh Lê Minh Dũng. Thì sẵn đây mà cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì nếu bạn thích hãy cho một cái like, share và subscribe. Và nếu các bạn có cảm nhận những gì về giải VNEC hãy phía dưới để phần comment phía dưới nha. Vậy bây giờ mình xin chào, hẹn gặp lại.